Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Minh Nhân Lạnh. Rồi, đợi chờ trong vóng cuối cùng thì lại đã có âm ly lên cho các bác rồi. Đây, vui một thùng đầu tiên. Tí lên nhá các bác nhá. Tí nữa 8 giờ âm lên nhá. Tiếng nữa. Con gì đấy? Con gì? Ui, đẹp chưa? Con này đẹp. Rất đẹp luôn. Trời ơi. Đấy, âm ly lên cho các bác rồi. Con gì vàng vàng ấy. Trời, coi chờ đi. Đây đây. Em đã bảo rồi mà, em đã làm âm ly, có yên tâm đi. Từ giờ cứ có âm ly là em bốc. Đó là một âm thanh. Đấy, để trong đây chứ. Để trong đây chứ. Con gì mặt vàng này. Con này con gì đây? Sony. Sony gì đẹp lắm. Lôm ly này thì Sony con này thì lôm ly này thì nó đẹp gọi là mê ly luôn nha. Các bác yên tâm luôn. Đấy. Con này tiếng ngon lắm. 8 giờ âm lên. Này con này ngọt đầy đẹp chưa? Anh nhìn thấy chưa? Mọi thông tin thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716. Còn hàng ngày thì vẫn là 8 giờ em sẽ lên livestream nha các bác nhá. Ui đẹp chưa? Đâu? 6750 đẹp chưa? Đâu? 6750. Ui đẹp nhá. SA 6750. Luôn đẹp. Chấm hết luôn. Các bác nhá. Đấy, xin chào các bác nhé, hẹn các bác 20 giờ 00 một tẹo nữa và ngày nào cũng thế.